trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Tin tức từ Hoa Kỳ cho biết là Bộ Tứ Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc chuẩn bị họp Bộ Tứ để tìm kế sách đối phó với Trung Quốc. Thì theo truyền thông Nhật Bản là chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang thúc đẩy cho một cuộc họp trực tuyến với Bộ Tứ để bàn về chính sách đối phó với Trung Quốc hoặc là các đe dọa từ Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Thì chúng ta biết rằng Bộ Tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ đã tham gia một cuộc tập trận chung ở vùng biển Bắc Ả Rập, tức là biển Malabar, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Thì hãng tin Nhật Kyodo ngày 7 tháng 2 2021 đã dẫn nguồn tin nội bộ từ các quốc gia nói trên và cho biết rằng Washington đã đề xuất một cuộc họp Bộ Tứ qua mạng. Thời điểm của cuộc họp qua mạng này thì phụ thuộc vào Ấn Độ. Và chúng ta biết Ấn Độ là một quốc gia duy nhất trong Bộ Tứ có đường biên giới trên bộ đối với Trung Quốc, mà lại là nước có quan điểm rất thận trọng trong lập trường quan hệ với Trung Quốc. Và dự kiến trong cuộc họp chung này thì các bên sẽ thảo luận về các hợp tác nhằm cổ vũ cho một cái chính sách chung đối phó đối với Trung Quốc ngày càng bành trướng mạnh mẽ trên biển và nhằm đoàn kết cho một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mở và tự do. Thì chúng ta biết rằng sáng kiến hợp tác giữa các nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ khởi sự vào năm 2004 sau cái trận động đất và sóng thần 2004 thì đã tàn phá khu vực Ấn Độ Dương. Tuy nhiên nhóm Bộ Tứ này với cái chủ trương là bảo vệ vùng biển Ấn Độ và Thái Bình Dương là vấn đề mở và vấn đề tự do hàng hải thì chỉ chính thức được khởi động từ năm 2017 dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Và lần đầu tiên các ngoại trưởng Bộ Tứ họp lại là vào năm 2019 và lần thứ hai là vào tháng 10 2020. Thì thông tin về cuộc họp trực tuyến của Bộ Tứ này diễn ra trong thời gian tới đã được đưa ra vào cái lúc mà chính quyền ông Joe Biden cũng có một cái chủ trương tương tự thúc đẩy cái khuôn khổ hợp tác của các nhóm Bộ Tứ, là một cái kế hoạch mà như tôi vừa nói là đã được thúc đẩy bởi chính quyền tiền nhiệm. Thì cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là Jack Sullivan đã coi cơ chế Bộ Tứ này là một cái cơ sở căn bản để mà Hoa Kỳ có thể xây dựng một chính sách mang cái tính chất thực chất ở tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Thì hiện nay người ta cũng chưa biết rõ là chính quyền mới Joe Biden sẽ có những chính sách cụ thể như thế nào về cái cơ chế Bộ Tứ này sau cái cuộc gặp gỡ trực tuyến sắp tới đây, thì chắc chắn là sẽ rõ những cái chính sách hoặc là định hình những cái chính sách mới dưới thời ông Joe Biden để cho Hoa Kỳ và các nước trong Bộ Tứ có thể phối hợp một cách nhịp nhàng. Thì theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong các cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Thủ tướng Nhật thì ông Tổng thống Joe Biden đã cam kết là sẽ ngăn chặn những sự lấn lướt về kinh tế cũng như các hành xử hung hăng của Trung Quốc. Thì chúng ta biết rằng ở tại Biển Đông, Trung Quốc cũng đã từng ra những yêu sách để mà gọi là quyền lịch sử và đã muốn độc chiếm Biển Đông và muốn đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực châu Á Thái Bình Dương và muốn đóng cái vai trò gọi là ông anh cả châu Á với một mớ tiền rủng rỉnh. Còn tại Ấn Độ thì Trung Quốc tìm mọi cách để chiếm quyền kiểm soát các hải cảng, các cơ sở hạ tầng và theo cái chính sách con đường tơ lụa của Trung Quốc.
thì các nước rất lo sợ cái chiến lược thống trị toàn cầu của Trung Quốc, cho nên họ mới bàn những cái biện pháp liên kết với nhau để mà chống lại cái chủ nghĩa hung hăng và chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa của Trung Quốc. Và họ muốn một cái quan điểm chung là tự do hàng hải và bác bỏ cái việc sử dụng vũ lực hoặc là sử dụng sức mạnh quân sự để mà thay đổi cái nguyên trạng. Thì chúng ta biết rằng Bắc Kinh cũng đã lợi dụng một cái gọi là hoạt động để chống hải tặc, để mà đưa hải quân của Trung Quốc vốn là rất thiếu kinh nghiệm và đã thành công, là Trung Quốc đã được thao dược ở vịnh Aden ở Ả Rập. Thì từ năm 2008 cho đến 2018 thì có đến 100 tàu chiến và 26.000 lính thủy của Trung Quốc tham gia, và viện cớ là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài để mà mở căn cứ quân sự ở Djibouti. Thì chúng ta biết rằng hiện nay hải quân Trung Quốc rất mạnh và đã sở hữu đến 350 chiến hạm, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có khoảng 300, khiến cho Hoa Kỳ, các nước phương Tây cùng các nước châu Á là lo sợ về vấn đề hải quân Trung Quốc. Do đó họ tìm mọi cách để tìm kiếm đồng minh ở khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Và với sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì chắc chắn là sẽ có sự tham gia của các phe hai bên. Thì chúng ta biết rằng tuy nhiên một phần nào đã bị ảnh hưởng bởi một cái trận đại dịch Corona Covid-19. Do đó những việc mà hung hăng của Trung Quốc có phần giảm bớt lại. Thì Trung Quốc cũng đã gây ra những cái xung đột nhỏ, chẳng hạn như là liên tục tập trận ở gần Đài Loan, ở eo biển Miyako, tấn công quân đội Ấn Độ ở dãy Himalaya, ở những cái cuộc tập trận như ở bán đảo Lôi Châu Trung Quốc gần đây, gần vịnh Bắc Bộ, cũng đã có những cái cuộc tập trận ở Bắc Hoàng Sa gần biển Philippines, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng Trung Quốc rất là hung hăng, và chúng ta biết rằng bên phía Hoa Kỳ cũng đã chuẩn chi nhiều tỷ đô la ngân sách cho cái khu vực châu Á, và các chiến hạm của Mỹ cũng đã thực hiện khoảng 20 cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải vào những khu vực mà bị Trung Quốc chiếm đóng. Và hải quân Hoa Kỳ cũng đã hơn 17 lần đi vào eo biển Đài Loan trong năm 2020. Có thể nói rằng phía bên Bộ Tứ rất là lo ngại những cái vấn đề mà Trung Quốc ngày càng mạnh. Có thể nói rằng hiện nay Trung Quốc đang rất mừng rỡ vì đã loại đi một kẻ thù nguy hiểm là Donald Trump. Có thể nói rằng Trung Quốc thấy tính cách của ông Tổng thống Donald Trump đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Trung Quốc, cho nên là họ gọi ông Tổng thống Donald Trump với một cái tên là Đại Diều Hâu Cộng Hòa. Thì họ hy vọng rằng trong thời gian tới, với cái chính sách mềm mỏng hơn của ông Tổng thống Joe Biden, thì họ có thể tiếp tục lộng hành. Nói chung là phía bên Trung Quốc hiện nay đang tìm mọi cách để mà bung ra ở cái lĩnh vực hải quân, và bên phía Hoa Kỳ thì tìm mọi cách để mà đối phó, thưa quý vị. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.